Hey, chào cả nhà và bà con cô bác. Bữa nay em đang cùng gia đình nhà em có dẫn tấm lại heo nữa, đang đi lên đây là Châu Đốc, thành phố Châu Đốc thuộc tỉnh An Giang. Tụi em đang cả gia đình đang đi sắp sửa đi lên miếu bà chú xứ, chú xứ Thánh Miếu. Cái này ngày thường mà đông dữ vậy ha? Cái này mà ngày 23 tháng 4 á. Cho đông dữ bà. Thì 7 giờ rưỡi sáng, quá trời đông luôn cả nhà ơi. Không có chụp trên bàn anh. Không có chụp trên bàn ơi. Cấm quay phim chụp hình bà. Như này có gốc me quá đẹp. Cái nón nè, đâu vậy? Nè, từ thiên khi bữa nay lên lên núi là cúng giái cái gì vậy? Cúng giái là cúng giái bà mà cái năm nay gặp cưới vợ không? Gặp người vợ. Bể đá sa thạch ở đỉnh núi Sam này là nơi ngự của tượng bà chú xứ ngày xưa. Ở đây theo như mình thấy là bài giáo khảo 1 2 3 4 5 số 1 là đã đâu cũng nhìn thấy hết trơn. Các bài giáo thảo này là thương hiệu mắm bây giờ. Con khách chốt. Hello mọi người, hôm nay em làm tài xế cả gia đình đi du lịch, đi cả gia đình đi cúng núi và từ thiên nhi thì giá cho cái vợ mình tám này, nó giá cho cái vợ mày ơi. Quá
hôm qua cái bạch khăn giấy ướt em đâu. Mình đi chơi chụp hình, mình đi chơi mà mình không chụp hình chứ mẹ. Đó, chợ Tịnh Biên. Lan nhiều lắm mẹ. Mua hàng Thái Lan mua đây. Ừ, thiếu ăn đi. Ủa này trái dừa nước phải không anh? Không, không phải dừa nước. Vậy hả? Dừa nước mà cầm cay à, thì xuống đó. Quay luôn nha. Nè. À, để quay từ hơi, quay trái sầu riêng được à. Với trái sầu riêng với trái... Trái mây. Trái mây. Trái dừa nước. Thôi các làm tô mì chưa? Làm cho em tô hút nốt không đi? Đi xuống nốt hả? Làm ly ăn thử đi. Ly nhiêu ta? 10 ngàn. Ờ, 10 ngàn còn à cái nữa. Rồi, 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 một ly hút nốt. Mà mọi người mà bước chân tới An Giang thì phải ăn hút nốt. Đây giờ nước miền Tây. Ở lộn hút nốt. Mì gói. Đây thôi, giả miếng lên coi cần. Đây giờ nước ở lộn hút nốt. Giờ nước rồi đây. Ừ. Người ngon lắm mọi người. Mắm này chắc là bên Campuchia xuất khẩu qua đây. Có dừa hâu, cái này cũng cưỡng dừa hâu được con này nè, cái chim cú 200 bát dừa hâu à? Dừa vậy? Dếp này là kêu bằng dếp Lào, Lào mang hoài không đứt á. Dếp Lào mà của Thái. Dếp Lào chứ phải dếp Lào ở bên Lào. Người ta kêu bằng dếp Lào. Ủa vậy không phải là của bên Lào hả? Không, tại người ta kêu dếp Lào vậy đó. À, mà của bên Thái. Dếp này hồi xưa rồi, dếp mà mang hoài không đứt nè. Mau đứt luôn rồi. Không đứt đâu. Mang nào mòn hết. Được luôn. 35 ngàn thôi. Cái bị cô là 35 ngàn đó cô. Thôi 35 ngàn đó bà. Ba đơn 100 ngàn. Rồi coi rồi. Thấy rồi. Ngày xưa nó nói không có làm gì cặp tắt răng, cái gì người ta cặp tắt đó. Cửa giàu tiền không.
kinh doanh cà na. Đường cà na phải đi trục Hút Nốt. Hút Nốt chính hút chính hai. Bây giờ đi xuống núi rồi đó hả? Cái này bông gì đẹp quá ta. Cái này mọi người biết bông gì không nè? Đẹp quá à. Đây, em không biết bông gì luôn. Trồng ở hai bên đường. Đẹp quá trời. Giống như mai vàng nhưng mà cái này nó nguyên chùm chùm luôn. Công nhận ở đây chơi xịt tin dữ ha. À, phát thanh mà chơi bắt nhạc trẻ không à. Có lộn nhạc này là nhạc Bolero mà ghi mít. Trời, cái gì cái anh đào đó mà anh đào. Cái này cái gì vậy mà. Mình đi bộ vô. À, xe điện. Đây giờ bây giờ tụi em đang đứng tại đây là chỗ Mai Chức. Đây là nhà trưng bày chứng tích tội ác của bọn Pol Pot. Trường bọn luôn rồi đó, biết cỡ nào rồi. Không phải đỏ. Khúc tầm dông. Bọn Pol Pot sử dụng đập đầu trẻ em ở Mai Chức. Dao được để giết đầu đỏ chút mềm cấu cơm vũ khí của bọn Pol Pot dùng để giết hại đầu đỏ chút dùng thử lên. Nói với cạn. Chơi ngày vậy? Cậu không có gọi ơi. Con gọi đây. Mới gọi có cháu có giấy ở trên miếng chùa chỗ núi Sam chiều chúng đặc biệt nữa. Cậu con ché thôi. Con bảy chiều nay cái chân nhà lông lẫy luôn cậu. Ở phía ngoài có hồ sen đẹp. Còn ở đây là phi lê tự. Cái máy lạnh sao ở phía sau ghế sao không có gì. Đỉnh sao. Ủa tắm lại đâu rồi trời. Ủa anh đâu rồi ta. Ủa anh đó hả. Ừ.
của ba lùng á. Vậy hả? Bị anh boss giết hả con? À đó, về hả, vô đó nè. Chỉ như chết trong đó đó, mình thấy mình đánh luôn. Bệnh sốt quá cho lắm rồi. Bệnh sốt cũng lắm rồi. Di tích ba chút. Con nghe con về nữa luôn. Nửa tao 10 ngàn cho Hiền cho lợn. Nó quẹo vô chạy vào cũng đi. Hai mua măng cục rồi nữa có nghe nó nghe. Nửa ký thì là nửa ký thì có 15 ngàn. Nửa ký thì tao nửa cục quay phim. Nhỏ xíu đi chạy. Không hay à. Cái này măng cục Thái em. Ăn thử đi. Mà măng cục là mình lấy từ Thái qua. Gọi đi ra đi cho nó Thái đi. Rồi cái này đi đừng có bay qua bển là lỗ tiền luôn. Trời xài là xài giống cháy đu đủ vậy trời. Đây luôn. Nhiêu hả? Cái này 20 ngàn chị. Mấy trăm gram? 700 gram. Thấy ra nè coi chú chụp hình bán lăn cục kìa. Bao măng cục. 700 gram 20 ngàn luôn đi. Thật gái nhất măng cục, bán măng cục. Cái này là người Thái nha. Cái này là Thái á. Trời hay cá. Quay chế chút cái chút em rồi. Cá này chút cả. Cá chút chút cái này chút thôi rồi lấy lên cái cái này là à gà. Đúng rồi, đúng rồi. Gà hấp lá chút của cây giấy, cây chút của cây giấy. Trời ơi, cây chút gì nè, trái đó nè. Ủa vậy mà nãy giờ em tính là gà hấp lá chút rồi cái lá chút lá tre chứ. Đó, cái này là cây chút. Cái trái này là con kho cho lạc im lắm. Nè. Chua mà kho lạc nha, cứ nặng vô nha, ngon tuyệt vời. Này cậu cậu quay cô lên 7 cái số thôi chứ. Đó, cây chút đó nè, cây chút cái hấp gà đó. Chú mua đi cái đó, cái lá còn là 80 ngàn kg đó. Anh hấp gà, anh cái dài lá để vô là nó ngon rồi. Còn sao bác 20 ngàn đi. Quay cả nhà coi. Rồi. Má rồi nó biển. Cái hầm ở trong chỗ này tự để đó hả Cần? Rồi sao? Có cái hầm nó 40 người trốn dưới. Cái bọn con boss đó, hai cái mười mèn dục xuống. Chết bố hết, chết hết trơn 40 người luôn. Chốt kỳ kể. Nghe thấy ghê không? Máu văng tứ phía luôn, tường dính máu. Lúc trước còn nữa, mấy năm về trước còn, bây giờ mới sơn lại. Sơn mắc máu. Ồ, cái nhà màu qua chút này là nơi gìn giữ 1159 bộ hài cốt của đồng bào Ba Chúc trong tổng số 3157 người bị bọn Pol Pot thảm sát từ ngày 18/4/1978 tới 30/4/1978 trong cuộc chiến tranh biên giới Tây Nam. Rồi, chào cả nhà, bây giờ thì ngày thứ hai, hiện tại đang ở Hà Tiên. Tiên buổi nay. Buổi nay. Chuẩn bị tắm biển mà con ơi. Mát không? Chứ khi tắm biển ăn kiếm gì ăn cái ra bà con ơi. Có bụng rồi. Mát quá.
Các bạn thấy không? Nè, nhìn thế nào, bắn súng về. Rồi sau khi đợi cơm ra khoảng một tiếng đồng hồ, ngồi đói muốn gần chết luôn, cơm mới ra vừa ra. Thố cơm, thố cá này 150.000 hả ta? Ăn cũng xứng đáng đồng tiền. Cơm mình đã không lấy muỗng nữa. Phải, bế bế cơm, phải bút thớ thớ gì đó. Chơi bế bằng đũa luôn à. Thớ lên. Quá trời đói luôn rồi. Nhớ quá trời đói luôn rồi còn ai. Đâu có đi. Em thấy là chơi cái này là rất là vui nè mọi người. Vừa hát hò, vừa tổ chức ngồi bẹp dưới vậy luôn.